Hôm 9 tháng 4, binh sĩ Ukraine nói vẫn đang cầm cự ở địa ngục Bakhmut, dẫu quân Nga đồng áp đảo. Cận cảnh Nga dùng xe tăng bay thả bom thông minh tấn công cầu Ukraine ở biên giới. Lãnh đạo Chechnya tuyên bố chặn đứng được tấn công của Ukraine ở Zaporizhia. Ukraine cảnh báo tận thế sẽ đến gần nếu Nga triển khai bom tự do thay vì bom dẫn đường. CNN đưa tin, Ukraine đã thay đổi kế hoạch quân sự sau khi tài liệu mật của Mỹ bị rò rỉ. Tình báo Mỹ tiết lộ Nga suýt bắn hạ máy bay do thám của Anh khi đang ở không phận gần Ukraine. Tổng thống Pháp bác khả năng đàm phán giải quyết xung đột Ukraine. Kính chào quý vị đến với những cập nhật mới nhất về tình hình xung đột đang diễn ra tại Ukraine. Sau đây là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Người phát ngôn của Cụm quân miền Đông thuộc lực lượng vũ trang Ukraine, ông Serhiy Cherevaty cho biết hôm 9 tháng 4 rằng các trận chiến bên trong thành phố miền Đông Bakhmut đang là những trận khó khăn nhất vì đang ở rất gần địch. Ông nói thêm, tuy nhiên tuyến đường tiếp tế vẫn đang mở và lực lượng Ukraine đang giữ căn cứ của mình. Ông cho biết lính đến theo Wagner đã tấn công mạnh nhất ở hướng Bakhmut. Lính dù và lính bộ binh Nga cũng đang chiến đấu ở Bakhmut quanh trong khu vực. Ông nói, Nga vẫn đang nắm giữ lợi thế đáng kể về pháo binh ở những khu vực tấn công chính. Chúng tôi đang gửi đạn dược, thực phẩm và nhu yếu phẩm đến Bakhmut, cũng như đưa những người bị thương ra ngoài. Quân đội Ukraine cho biết hôm 9 tháng 4 rằng lực lượng Nga hiện đang tiếp tục nỗ lực giành toàn quyền kiểm soát Bakhmut. Các báo cáo không chính thức cho thấy quân Nga đang duy trì bước tiến chậm từ trung tâm Bakhmut và ở khu vực phía tây của thành phố. Nhà ga đường sắt là mục tiêu trọng điểm tiếp theo của Nga. Ông Yuri Siroyu, một binh lính điều khiển súng phóng lựu trong quân đội Ukraine cho biết rằng tình hình ở Bakhmut thực sự khó khăn đối với lực lượng Kiev vì quân đội Nga và các chiến binh Wagner đang xuất hiện áp đảo. Ông Siroyu nói thêm, Bakhmut vẫn đứng vững và có được nguồn cung. Tình hình nơi đó vẫn như địa ngục. Chúng tôi hiện đang trấn giữ sườn phải của tuyến phòng thủ thành phố. Nga nã pháo không ngừng cũng như khai hỏa nhiều hệ thống khác. Ông Siroyu cho biết tấn công của Nga vào sườn phía nam của thành phố đã suy yếu. Đó là lý do Nga đang cố gắng tấn công trực diện vào thành phố. Mới đây trên mạng xã hội đã lan truyền video ghi lại cuộc không kích của lực lượng Ukraine nhằm vào cây cầu bắc qua sông Sudok gần làng Krimia ở tỉnh Chernihiv của Ukraine. Các phi công của quân khu phía Tây đã triển khai máy bay Su-35 tấn công chính xác vào cây cầu nói trên. Hậu quả là cây cầu đã cháy và bị thiệt hại đáng kể. Cây cầu bắc qua sông này đã bị phá hủy để ngăn lực lượng trinh sát của tình báo quân đội Ukraine đi vào lãnh thổ Liên bang Nga và tấn công các khu định cư ở tỉnh biên giới Prizren. Theo trang quân sự Topwa của Nga, có lẽ quân đội Nga đã dùng bom thông minh FAB-500M62 tấn công vào cây cầu này. Lực lượng hàng không vũ trụ Nga hiện đang tăng cường sử dụng bom thông minh dẫn đường trong chiến dịch quân sự để tấn công mà không cần đi vào vùng nhận diện phòng không của Ukraine. Kinh nghiệm tác chiến đã giúp Nga bắn mục tiêu chính xác khi dùng bom thông minh và các loại tên lửa khác nhau. Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky vào hôm 9 tháng 4 đã lên án các cuộc không kích của Nga vào đúng ngày diễn ra Chủ nhật lễ lá của chính thống giáo, khi một trong những cuộc tấn công đã làm thiệt mạng hai cha con ở thành phố Zaporizhia. Quân đội Ukraine báo cáo các cuộc tấn công và pháo kích của Nga đã diễn ra trên khắp mặt trận, giao tranh ác liệt nhất vẫn tập trung vào hai thành phố ở khu vực miền đông Donetsk là Bakhmut và Avdiivka. Lực lượng Nga đã bao vây Bakhmut suốt nhiều tháng qua trong trận chiến đã kéo dài hơn một năm. Hôm 9 tháng 4, cơ quan khẩn cấp nhà nước Ukraine cho biết một người đàn ông 50 tuổi và bé gái 11 tuổi đã thiệt mạng sau khi lực lượng Nga tấn công một tòa nhà dân cư ở Zaporizhia. Phát biểu qua video, ông Zelensky nói, đây là cách mà nhà nước Nga đánh dấu ngày Chủ nhật lễ lá, cũng là cách Nga tự đặt mình vào thế cô lập với thế giới. Tổng thống Zelensky đã khen ngợi một số đơn vị bảo vệ các căn cứ ở miền Đông và nói rằng ông hy vọng ngày Chủ nhật lễ lá năm tới sẽ diễn ra với hòa bình và tự do cho tất cả người dân Ukraine. Phần lớn trong số 41 triệu người dân Ukraine là những người theo đạo Thiên Chúa chính thống và bắt đầu sẽ cử hành lễ phục sinh một tuần kể từ bây giờ. Giáo hoàng Francis đã cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine tại các sự kiện lễ phục sinh ở Vatican. Bộ Quốc phòng Nga hôm 9 tháng 4 cũng cho biết lực lượng nước này đã phá hủy một kho chứa 70.000 tấn nhiên liệu gần Zaporizhia. Đồng thời cũng cho biết lực lượng Nga đã phá hủy các nhà kho lưu trữ tên lửa, đạn dược và pháo binh của quân đội Ukraine ở khu vực Zaporizhia và Donetsk. Giám đốc trung tâm báo chí của lực lượng phòng vệ khu vực Taria của Ukraine, ông Oleksiy Dmitrovskiy cho biết rằng quân đội Nga đã mất khoảng 2 đơn vị quân đội mỗi ngày ở hướng Marinka và Avdiivka.
Ông Dmytro Kiski nói, các trận chiến tiếp tục diễn ra ở khu vực Marinka và Adipka. Lực lượng Ukraine có được một số thành công khi đã giành lại được một số căn cứ. Quân Nga đang mất khoảng hơn 2 đơn vị quân đội mỗi ngày. Ông Dmytro Kiski lưu ý rằng, trong khu vực này, quân Nga đã sử dụng xe bọc thép chở quân và xe tăng trong 24 giờ qua. Theo báo cáo của hãng thông tấn Ukrinform, từ khi chiến dịch quân sự nổ ra cho đến ngày 9 tháng 4, lực lượng phòng vệ Ukraine đã hạ gục khoảng 178.150 quân Nga, trong đó có 470 binh sĩ trong 24 giờ qua. Các thông tin về số liệu này trên chiến trường hiện chưa được xác nhận. Người phát ngôn của quân đội Ukraine, ông Oleksiy Dmytchakovsky cho biết, lực lượng Nga đang đối mặt với tổn thất cực lớn tại các chiến địa Adipka và Marinka, tỉnh Donetsk, miền đông nước này trong những ngày gần đây. Thay vì quan chức, Nga đã mất khoảng 2 đại đội, tương đương 400 binh sĩ, nhưng họ quyết không từ bỏ hy vọng về một thắng lợi trong khu vực. Ông Dmytchakovsky cho biết thêm, các tù nhân Nga đã phàn nàn rằng họ bị đưa ra chiến trường bởi những chỉ huy không đủ năng lực. Hiện Nga chưa phản hồi về thông tin trên. Vào giữa tháng 3, Nga đã đạt được một số thành tựu đáng chú ý xung quanh Adipka. Ông Dmytro Kopki cảnh báo, thành phố này có thể sẽ trở thành Bakhmut thứ hai. Kể từ đó, Ukraine ổn định gia tăng phòng thủ, nỗ lực ngăn cản bước tiến của Nga tại khu vực này. Theo Bộ Tổng tham mưu, lực lượng vũ trang Ukraine hôm 9 tháng 4, Nga đã mất hơn 178.000 quân ở Ukraine kể từ khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào cuối tháng 2 năm ngoái. Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, Thượng tướng Ramzan Kadyrov mới đây tuyên bố một tiểu đoàn Chechnya đã chặn đứng đòn phản công của Ukraine theo hướng Zaporizhia. TASS dẫn bài đăng của ông Kadyrov trên Telegram hôm 9 tháng 4 với nội dung, dưới sự lãnh đạo tài ba của Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng tiểu đoàn Vostok Asman, ông Vakha Khambulatov cùng sự hỗ trợ của máy bay không người lái, chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phát hiện những đợt tấn công của Ukraine và điều hướng pháo binh đẩy lùi đối phương. Theo lãnh đạo Chechnya, hai xe tăng và một xe thiết giáp bộ binh của Ukraine đã bị phá hủy. Hiện Ukraine chưa phản hồi về thông tin trên. Cũng tại Zaporizhia, Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày cho biết, lực lượng nước này đã phá hủy một kho chứa 70.000 tấn nhiên liệu, cũng như các nhà kho lưu trữ tên lửa, đạn dược và pháo binh của quân đội Ukraine trong khu vực và tỉnh Donetsk. Hãng thông tấn RIA hôm 10 tháng 4 dẫn lời Phó Tổng tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga, Trung tướng Andrei Demin cho biết, kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu ở Ukraine, lực lượng phòng không Nga đã phá hủy hơn 100 máy bay không người lái Basata của Thổ Nhĩ Kỳ. Ông cho biết rằng Nga đã thành công tiêu diệt các máy bay không người lái cấp chiến lược như Global Hawk, RQ-4, River MQ-9 của Mỹ và Pairatat TB của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo ông, một số lượng lớn UAV Pairatat đã bị tiêu diệt trong suốt cuộc xung đột. Trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020, Ukraine đã mua máy bay không người lái tấn công TB-2 Bayraktar từ Thổ Nhĩ Kỳ. Từ cuối năm 2021, theo thỏa thuận với Ankara, Kiev đã bắt đầu sản xuất UAV này của riêng mình. Bayraktar TB-2 đã trở nên phổ biến rộng rãi trong cuộc xung đột Karabakh năm 2020 giữa Armenia và Azerbaijan. Hãng thông tấn Ukrinform hôm 9 tháng 4 dẫn lời người phát ngôn lực lượng không quân của lực lượng vũ trang Ukraine, ông Yuri Inat cho biết, bom dẫn đường của Nga về mặt lý thuyết có thể bị tên lửa phòng không bắn hạ, nhưng việc này có thể khiến nguồn cung của Ukraine cạn kiệt và không còn hệ thống tên lửa để có thể đối phó với tên lửa hành trình, máy bay và trực thăng của Nga. Cụ thể, ông Inat nói, rõ ràng là một quả bom bay theo quán tính như thế này hoàn toàn có thể bị bắn hạ, nhưng chúng ta lấy đâu ra nhiều phương tiện như thế? Kho vũ khí không phải là vô hạn. Để bắn hạ một quả bom, chúng ta cần một tên lửa phòng không, loại được sử dụng để bắn hạ tên lửa hành trình, máy bay của đối phương. Ông Inat cho biết Nga đã thả khoảng 20 quả bom bay mỗi ngày. Ông Inat nhấn mạnh, nếu chúng ta phải tính toán cần bao nhiêu tên lửa để hạ những quả bom này, thì ta sẽ không có đủ vũ khí để chống lại Nga ở trong nước. Ông lưu ý rằng nhiệm vụ chính của lực lượng không quân là ngăn chặn máy bay chiến đấu và trực thăng Nga xuất hiện trên bầu trời Ukraine. Ông giải thích, nếu Nga quyết định thả bom tự do thay vì bom dẫn đường, thì ngay tận thế đã đến. Do đó, lực lượng không quân cần phải được cung cấp tên lửa phòng không và máy bay chiến đấu để bao phủ vùng trời. Người phát ngôn lực lượng không quân lưu ý rằng, để chống lại hàng không Nga, Ukraine cần máy bay F-16 hiện đại và các hệ thống của phương Tây, đặc biệt là NASAM, IRIS-T cũng như Patriot và SAMTI.
Mới đây, CNN dẫn một nguồn tin thân cận với Tổng thống Ukraine cho biết, chính quyền Ukraine đã sửa đổi một số kế hoạch quân sự sau khi tài liệu mật của Mỹ về tình hình xung đột ở Ukraine bị tiết lộ. Đài này cho biết Ukraine thay đổi một số kế hoạch quân sự do bị rò rỉ thông tin. Tài liệu của Mỹ cho biết quân đội Ukraine đang trong tình thế nguy cấp, ngoài ra còn đề cập đến việc Ukraine thiếu hụt nghiêm trọng các loại vũ khí phòng không. Trong khi các quan chức Ukraine bác bỏ tài liệu là giả, thì các quan chức Mỹ đã xác nhận rằng các tài liệu này là tài liệu hợp pháp, dù dường như đã bị chỉnh sửa ở một số điểm. Trước đó, CNN dẫn lời cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak cho biết rằng ông tin rằng các tài liệu đa số dựa trên các thông tin hư cấu và không hề liên quan gì đến kế hoạch thật sự của chính quyền Ukraine. Các tài liệu cũng tiết lộ rằng Mỹ đã theo dõi Tổng thống Zelensky. Điều này đã khiến các quan chức Ukraine vô cùng thất vọng. Lầu Năm Góc bắt đầu lên tiếng về việc tài liệu mật về cuộc xung đột ở Ukraine bị rò rỉ vào ngày 7 tháng 4. Các tập tin bị rò rỉ từ đầu tháng 3 chứa thông tin về các kế hoạch của Mỹ và NATO nhằm tăng cường sức mạnh cho quân đội Ukraine. Vào ngày 8 tháng 4, khoảng hơn 100 dữ liệu mật khác của Mỹ xuất hiện trên mạng. Theo thông tin trong tài liệu tình báo của Mỹ bị rò rỉ, một máy bay chiến đấu của Nga đã suýt bắn hạ một máy bay do thám của Anh vào năm ngoái. Vụ việc xảy ra vào ngày 29 tháng 9 năm ngoái ngoài khơi bờ biển Crimea, bán đảo hiện đang là nơi đặt căn cứ của hạm đội hải quân Biển Đen, giúp Nga dễ dàng tiến hành các cuộc tấn công vào Ukraine. Cụ thể, trong một số các tài liệu mật đề cập đến việc máy bay trinh sát RC-135 của Vương quốc Anh thường dùng để thu thập các đường truyền vô tuyến và các thông điệp điện tử khác, suýt bị bắn hạ bởi hai máy bay chiến đấu Su-27 của Nga. Theo Ngoại trưởng Quốc phòng Ben Wallace, khi đó máy bay của Anh đang hoạt động trong không phận quốc tế trên Biển Đen. Tuy nhiên, khi vụ việc vừa diễn ra, ông Wallace nói với các nhà lập pháp rằng một trong những máy bay phản lực của Nga đã bắn tên lửa ở khoảng cách xa. Nhưng ông không mô tả vụ việc là một vụ bắn hạ, mà cho rằng vụ phóng tên lửa là do trục trặc kỹ thuật và ông đã nói chuyện với các quan chức quốc phòng cấp cao của Nga về việc này. Các quan chức quốc phòng Mỹ từ chối bình luận về nội dung của tài liệu bị rò rỉ. Một quan chức của Đại sứ quán Anh tại Washington và Đại sứ quán Nga cũng từ chối bình luận. Tài liệu còn nêu hàng loạt các phản ứng khác của Nga trong việc đánh chặn các máy bay do thám của Mỹ, Anh và Pháp từ tháng 10 năm ngoái đến cuối tháng 2 năm nay, bao gồm vụ va chạm giữa máy bay phản lực Su-27 của Nga và MQ-9 của Mỹ vào ngày 14 tháng 3 vừa qua. Vụ va chạm đã khiến phương tiện không người lái của Mỹ lao xuống Biển Đen, cách bờ biển Crimea khoảng 56 dặm. Tướng Mark Miller gọi hành vi của Nga trong vụ bắn rơi chiếc MQ-9 là một hành động gây hấn đối với Mỹ, Anh và các quốc gia khác. Tờ New York Times gần đây dẫn lời các quan chức Mỹ đưa tin, việc rò rỉ các tài liệu mật của Mỹ đã làm phức tạp mối quan hệ của Washington với các đồng minh. Tờ báo cho biết hôm 8 tháng 4 nói rằng các nước đồng minh hiện đang nghi ngờ về khả năng giữ bí mật của Washington, và Mỹ dường như đang theo dõi không chỉ Ukraine mà còn cả các đồng minh quan trọng của Mỹ như Israel và Hàn Quốc. Trong các đoạn trích đăng trên mạng xã hội, có ít nhất hai cuộc thảo luận về việc Seoul cân nhắc liệu có cung cấp đạn pháo của Mỹ cho Ukraine hay không. Theo tờ báo, các quan chức Hàn Quốc được cho là lo ngại Tổng thống Joe Biden sẽ gọi điện cho người đồng cấp Hàn Quốc Yoon Suk-yeol để gây sức ép buộc Seoul giao đạn pháo. Một tài liệu khác được cho là từ CIA tiết lộ rằng Mỹ đã biết về cuộc tranh luận nội bộ ở Hàn Quốc từ một báo cáo tình báo. Có vẻ như đây là một vấn đề phản gián nghiêm trọng. Thực tế là kho tài liệu này đã bị rò rỉ. Chúng tôi đang nói về những điều có thể gây tổn hại cho an ninh quốc gia, hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Mike Gallagher cho biết. New York Times dẫn nguồn tin cho biết hơn 100 tài liệu đã bị rò rỉ trên Twitter, Telegram. Các tập tin được cho là bao gồm các bản đồ chi tiết và các slide tóm tắt về tình hình Trung Quốc và Trung Đông. Trong đó, một trang ghi ngày 23 tháng 2 được cho là có đóng dấu bí mật tuyệt mật. Theo nguồn tin từ quan chức quốc phòng Mỹ, Lầu Năm Góc biết về loạt thông tin nhạy cảm mới rò rỉ, đồng thời lưu ý rằng các quan chức đang xem xét vấn đề. Chúng tôi biết vụ rò rỉ tài liệu, Bộ Quốc phòng vẫn đang điều tra vụ việc, Sputnik dẫn lời quan chức quốc phòng Mỹ cho biết. Vụ rò rỉ xảy ra sau sự xuất hiện của các tài liệu được cho là mật vào hôm 6 tháng 4 có liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine, bao gồm các kế hoạch quân sự và đánh giá khả năng phòng không. Miss Murrow, cựu quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc cho biết, chuỗi rò rỉ tài liệu mới nhất cho thấy lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến kế hoạch quân sự của Ukraine. Có vẻ như các tài liệu mật đã bị rò rỉ một cách có chủ ý bởi ai đó đang tìm cách gây tổn hại cho các nỗ lực của Mỹ, Ukraine và NATO, ông nói. Mới đây, theo phân tích từ các hình ảnh vệ tinh, tờ Al Jazeera cho biết rằng lực lượng Nga đang củng cố lại tuyến phòng thủ ở Crimea để phòng Ukraine tái chiếm bán đảo. Các chuyên gia của tờ này cho biết rằng những biện pháp phòng thủ đó có khả năng sẽ khiến trận chiến ở Crimea khó khăn và đẫm máu nếu bùng nổ.
Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014, 8 năm trước khi tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Khi cuộc chiến kéo dài hơn một năm, giới lãnh đạo chính trị và quân sự của Ukraine đã nói rõ rằng Kiev đặt ra mục tiêu chiến thắng là giành lại biên giới năm 1991 mà Nga, Liên Hợp Quốc và tất cả các đồng minh phương Tây của Ukraine đều đã công nhận. Những đường biên giới đó bao gồm cả Crimea. Cuộc điều tra của đơn vị giám sát và xác minh thuộc tờ Al Jazeera cho thấy rằng, từ tháng 2 đến tháng 3, biên giới Crimea và các khu vực xung quanh đã biến thành một hàng rào kiên cố trước cuộc phản công dự kiến vào mùa xuân của lực lượng Ukraine. Đặc biệt, một mạng lưới chiến hào và phòng thủ rộng lớn đã được dựng lên và hiện đang trải dài khắp các làng biên giới của Crimea. Cùng lúc đó, việc xây dựng và mở rộng một số căn cứ quân sự quan trọng cũng diễn ra. Những hình ảnh được chụp vào ngày 1 tháng 4 cũng cho thấy chính quyền Crimea đã thiết lập một rào chắn biển tại một bến tàu của hạm đội Biển Đen Nga ở cảng Sevastopol, bên cạnh một số tòa nhà và cũng cho xây vài cơ sở hạ tầng mới trong khu vực cảng. Trong khi đó, thông báo tuyển công nhân xây dựng công sự ở Crimea cũng đã xuất hiện trên các trang web việc làm của Nga trong vài tháng qua. Các nhà phân tích cho rằng tình trạng thiếu nhân lực có thể là một lý do quan trọng khiến những chiến hào này vẫn chưa hoàn thành xong. Ông Jeff Fenton, nhà phân tích tình báo cấp cao thuộc công ty an ninh Global Guardian bình luận về các bức ảnh vệ tinh rằng không có chiến hào nào trong toàn bộ những bức ảnh này được xây hoàn chỉnh 100%. Ông Fenton cho biết rằng các chiến hào được xây dựng ở phía Bắc Crimea cho thấy Nga đang hành động để ngăn Ukraine tiến hành tấn công trên bộ từ phía Bắc, con đường duy nhất của Ukraine. Xa hơn về phía Nam, các chiến hào và công sự cho thấy Nga đang dự đoán Ukraine có thể đột nhập vào tuyến phòng thủ đầu tiên và sẽ di chuyển dọc theo hai đường cao tốc E-97 và E-105. Ông Fenton nói, các tuyến phòng thủ mới của Nga tận dụng địa hình và các ngô làng hiện có thể tạo ra các nút thắt dọc theo các đường cao tốc này. Về bản chất, nếu Nga cảm thấy mình cần phòng thủ ở Ukraine, họ sẽ có kế hoạch để Ukraine phải tự nếm mùi thuốc súng của chính mình. Ông Petro Andriushchenko, cố vấn thị trưởng thành phố Mariupol của Ukraine, cho biết trên Telegram rằng quân đội Nga đang tiến hành phá dỡ nhà ga xe lửa trung tâm thành phố cùng một số tòa nhà xung quanh. Theo vị này, Nga đang có ý định xây dựng một trung tâm hậu cần lớn. Hiện Moscow chưa phản hồi về thông tin này. Nhà ga và hệ thống đường sắt ở thành phố Mariupol được xây dựng lại sau Thế chiến thứ hai. Nơi này gần như bị phá hủy hoàn toàn trong cuộc bao vây của Nga vào giai đoạn đầu của cuộc xung đột. Mariupol là thành phố lớn thứ 10 của Ukraine, có diện tích 244 km2 với hơn 490.000 dân. Thành phố nằm dưới sự kiểm soát của Nga sau khi lực lượng Ukraine tại thành trì cố thủ cuối cùng, nhà máy thép Azovstal đầu hàng vào tháng 5 năm ngoái. Giữa tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bất ngờ đến Mariupol thị sát quá trình tái thiết thành phố sau khi thăm bán đảo Crimea, nhân kỷ niệm 9 năm vùng lãnh thổ này sáp nhập vào Nga. Vào ngày 16 tháng 1, Tổng cục Tình báo của Ukraine tiết lộ rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho tướng Valery Gerasimov phải chiếm đóng các vùng lãnh thổ còn lại ở vùng Donbass vào cuối tháng 3. Tuy nhiên, sự kháng cự mạnh mẽ của Ukraine đã khiến kế hoạch của ông Putin thất bại. Vào ngày 1 tháng 4, báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga đạt được rất ít tiến bộ trong việc chiếm phần còn lại của Donetsk và hầu như không có tiến bộ nào ở Luhansk. Vậy điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Theo Bộ Quốc phòng Anh, điều đầu tiên có thể dự đoán là một cuộc cải tổ khác trong cơ cấu chỉ huy của Nga. Thất bại của tướng Gerasimov có thể khiến ông ấy cạn kiệt ý chí chính trị của mình ở Moscow và có thể dẫn đến những chấn động lớn. Viện nghiên cứu chiến tranh IFW thì cho rằng các cuộc tấn công xung quanh Bakhmut sẽ tiếp tục bởi vì Nga sẽ không thể thực hiện một chiến dịch tấn công quy mô lớn nếu không thể chiếm được hoàn toàn Bakhmut và Avdiivka trong những tuần tới. Một số chỉ huy của Nga cũng đang thúc đẩy việc chuyển sang chiến thuật phòng thủ để tích lũy các nguồn lực cần thiết cho một cuộc phản công hiệu quả trong tương lai. Theo ISW, lời kêu gọi chuyển sang thế phòng thủ không phải là một điều vô lý, vì trước đó họ đã báo cáo rằng Nga chỉ có đủ nguồn lực cho một đợt tấn công lớn ở Donetsk và Luhansk. Việc tướng Gerasimov không đạt được các mục tiêu của mình trong đợt tấn công mùa đông cũng có nghĩa là các lực lượng Nga sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu binh lính nhiều hơn, một tình huống mà Viện Nghiên cứu Chiến tranh tin rằng đã được thể hiện dựa trên việc tuyển quân liên tục của Nga. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong một cuộc phỏng vấn với tờ L'Echo hôm 9 tháng 4 cho biết, cả nước này và Trung Quốc đều cho rằng hiện còn quá sớm để thực hiện các cuộc đàm phán hòa bình về xung đột ở Đông Âu, bởi đây là thời điểm của các hoạt động quân sự. Người dân Ukraine đang đấu tranh và chúng tôi vẫn đang nỗ lực giúp đỡ họ, ông Macron nhấn mạnh.
Nhà lãnh đạo đồng thời nói trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với các mối đe dọa do xung đột ở Ukraine, Pháp và Trung Quốc cần tuân thủ các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật nhân đạo và bảo vệ trẻ em. Hai nước cũng lưu ý về an ninh năng lượng hạt nhân sau quyết định triển khai vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có chuyến công du Trung Quốc trong 3 ngày, từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 4, cùng với Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen. Tại đây, hai nhà lãnh đạo EU đã có các cuộc hội đàm trực tiếp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về mối quan hệ song phương và các vấn đề toàn cầu khác như xung đột ở Ukraine. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại những cập nhật mới nhất về tình hình xung đột tại Đông Âu. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!